Múa rối bóng là một loại hình nghệ thuật sân khấu từng phổ biến khắp Đông Nam Á, đặc biệt là tại Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ, nghệ thuật truyền thống này không còn thu hút được nhiều khán giả như trước. Những buổi biểu diễn múa rối bóng cũng thưa dần. Trong một nỗ lực mang hơi thở mới cho di sản của đất nước, sáng kiến múa rối bóng điện tử đang được thực hiện tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Penang của Malaysia. Tại một trung tâm mua sắm lớn trên đảo Penang, nhiều người tò mò dừng lại trước một quầy hàng đặc biệt, xem những hình bóng đen di chuyển và nhảy múa trên màn hình trắng. Đó là múa rối bóng, loại hình nghệ thuật dân gian đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Nhưng không giống những vở múa rối bóng truyền thống với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ, đây là múa rối bóng điện tử, sử dụng những con rối in 3D được điều khiển và lập trình bằng máy móc. Tôi rất ấn tượng về kỹ thuật mới và rất tiên tiến này. Mọi thứ được kiểm soát bằng máy tính và công nghệ kỹ thuật số, rất hiện đại. Những vở múa rối bóng điện tử này là sáng kiến của anh Anab Hakimi Ahmad, giảng viên nghiên cứu nghệ thuật Trường Đại học Science, nhằm giữ gìn môn nghệ thuật truyền thống đang mai một tại Malaysia. Hiện nay, cả Malaysia chỉ có 8 đoàn múa rối bóng còn hoạt động. Yêu khả năng kể những câu chuyện đời thường với những con người bình dị nhất của những con rối bóng thông qua hội thoại, âm nhạc và hình ảnh. Chàng trai 33 tuổi đã bắt đầu thực hiện dự án múa rối bóng điện tử từ tháng 7 năm 2021 để cứu lấy di sản văn hóa quý giá này, cùng với sự hỗ trợ từ khoản tài trợ trị giá hơn 4.000 đô la của chính phủ Malaysia. Sáng kiến này của anh Anab Hakimi đã giúp giảm chi phí của các vở múa rối bóng, đồng thời cho phép loại hình nghệ thuật này được biểu diễn thường xuyên và dễ dàng hơn. Qua đó, lượng công chúng được tiếp cận múa rối bóng cũng tăng lên. Hầu hết giới trẻ ngày nay bị các chương trình truyền hình và mạng xã hội thu hút nhiều hơn. Một số người còn chưa từng xem biểu diễn múa rối bóng. Vì vậy, những buổi biểu diễn múa rối bóng điện tử sẽ là một hiện tượng mới đối với giới trẻ, khởi nguồn cảm hứng để họ khám phá những di sản của múa rối bóng. Anh Anab Hakimi cho biết đã giữ cho múa rối bóng nguyên bản nhất có thể bằng cách sử dụng âm nhạc từ các buổi biểu diễn truyền thống và thiết kế các nhân vật dựa trên những con rối truyền thống. Đồng thời, múa rối bóng cũng gây ấn tượng với những con rối mang hơi hướng hiện đại, kể những câu chuyện đương đại gây được tiếng vang với đối tượng khán giả hiện đại. Hướng về phía trước, anh Anab Hakimi cho biết sẽ tiếp tục kể nhiều câu chuyện về những con người đời thường hơn nữa, trong khi vẫn đem show diễn rối bóng điện tử này đi khắp nơi để có thêm nhiều người được biết đến.